Thân chào các em học sinh khối lớp 7. Chào mừng các em đã đến với tiết học địa lý 7. Cô cùng các em đã tìm hiểu xong chương 1, môi trường đới nóng. Quan sát vào trên màn hình thì các em cũng có thể biết được hôm nay cô cùng các em sẽ đi tìm hiểu về môi trường gì rồi phải không nào? Hôm nay cô cùng các em sẽ bước sang chương 2, môi trường đới ôn hòa. Hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hòa. Và bài đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu trong chương 2, đó là bài 13, tiết 10, môi trường đới ôn hòa. Trong bài này, các em sẽ tìm hiểu hai nội dung chính. Thứ nhất là khí hậu và nội dung thứ hai là sự phân hóa của môi trường. Trước khi chúng ta bước vào tìm hiểu về khí hậu ở đới ôn hòa thì các em hãy quan sát vào hình 58, các đới khí hậu. Hình này thì các em đã được học ở lớp 6 ở bài 22. Các em hãy quan sát vào trong hình 58, các đới khí hậu và xác định vị trí của đới ôn hòa. Quan sát vào hình thì các em có thể thấy được nền màu xanh, đó là vị trí của đới ôn hòa. Như vậy thì đới ôn hòa ở bán cầu Bắc thì bắt đầu từ chí tuyến Bắc 23 độ 27 phút Bắc đến vòng cực Bắc 66 độ 33 phút Bắc. Và ở bán cầu Nam thì nó bắt đầu từ chí tuyến Nam 23 độ 27 phút Nam đến vòng cực Nam 66 độ 33 phút Nam. Vậy thì từ đây các em có thể kết luận được đới ôn hòa nằm ở giữa đới nóng và đới lạnh, khoảng từ chí tuyến đến vòng cực ở cả hai bán cầu. Các em hãy quan sát vào hình 13.1, lược đồ những yếu tố gây biến động thời tiết ở đới ôn hòa ở sách giáo khoa trang 43 hoặc quan sát lên trên màn hình. Các em hãy xác định phần đất nổi của đới ôn hòa và so sánh diện tích đất nổi thuộc đới ôn hòa ở hai bán cầu Bắc và Nam. Quan sát vào hình 13.1 thì các em có thể xác định được đây chính là phần đất nổi ở đới ôn hòa. Như vậy thì các em sẽ thấy là ở bán cầu Bắc, phần đất nổi chiếm một diện tích lớn hơn rất là nhiều so với bán cầu Nam. Vậy thì từ đây ta có kết luận phần diện tích đất nổi của đới ôn hòa chủ yếu nằm ở bán cầu Bắc, chỉ có một phần nhỏ ở bán cầu Nam. Vậy thì đới ôn hòa nằm ở giữa đới nóng và đới lạnh thì khí hậu ở đây sẽ mang cái tính chất như thế nào? Với việc vị trí nằm ở giữa đới nóng và đới lạnh thì khí hậu của đới ôn hòa cũng mang tính chất trung gian giữa đới nóng và đới lạnh. Để thấy được tính chất trung gian của khí hậu ở đới ôn hòa thì các em sẽ đi phân tích bảng số liệu ở sách giáo khoa trang 42. Với 3 địa điểm là Arkhangel 65 độ Bắc nằm ở môi trường đới lạnh, địa điểm Côn 51 độ Bắc nằm ở môi trường đới ôn hòa và thành phố Hồ Chí Minh 10 độ 47 phút Bắc nằm ở đới nóng. Các em sẽ tiến hành đọc bảng số liệu về địa điểm, nhiệt độ trung bình năm, lượng mưa trung bình năm. Đầu tiên là về vị trí thì các em thấy điểm Côn 51 độ Bắc nằm ở vị trí ở giữa so với Arkhangel 65 độ Bắc và ở thành phố Hồ Chí Minh 10 độ 47 phút Bắc. Như vậy thì ở đây về vị trí thì đới ôn hòa nằm ở giữa đới nóng và đới lạnh. Tiếp theo là về nhiệt độ trung bình năm. Địa điểm Côn là 10 độ C, điểm Arkhangel là âm 1 độ C và thành phố Hồ Chí Minh là 27 độ C. Như vậy thì các em thấy về nhiệt độ thì đới ôn hòa cũng không nóng
như là ở đới nóng, nhiệt độ cao 27 độ C và không lạnh như là ở đới lạnh, nhiệt độ thấp âm 1 độ C. Về lượng mưa thì ở đới ôn hòa là 676 mm. Như vậy thì lượng mưa ở đới ôn hòa cũng không nhiều như là ở đới nóng 1931 mm, và cũng không ít như là ở đới lạnh 539 mm. Vậy thì từ đây Kem có thể rút ra kết luận về tính chất trung gian của đới ôn hòa được thể hiện như sau: không nóng và mưa nhiều như đới nóng, không quá lạnh và ít mưa như đới lạnh. Kem hãy quan sát vào hình 13.1 và phân tích những yếu tố gây nên sự biến động thời tiết ở đới ôn hòa. Các yếu tố thời tiết ở đới ôn hòa Kem quan sát vào trong lược đồ, đó là đợt khí nóng, đợt khí lạnh, gió tây ôn đới và hải lưu nóng. Và những cái yếu tố thời tiết này gây nên sự biến động ở đới ôn hòa như thế nào thì Kem sẽ cùng quan sát lên trên màn hình. Những đợt khí nóng sẽ từ môi trường đới nóng tràn lên trên đới ôn hòa. Vào mùa hạ thì những đợt khí này làm cho nhiệt độ tăng lên đột ngột, rất khô và dễ gây cháy. Vào mùa đông thì những đợt khí lạnh từ môi trường đới lạnh tràn xuống, làm cho nhiệt độ hạ thấp xuống 0 độ C, gió mạnh và tuyết rơi dày đặc. Gió tây ôn đới là loại gió thổi thường xuyên và quanh năm ở đới ôn hòa. Gió tây ôn đới cùng với dòng hải lưu nóng sẽ mang không khí ấm và ẩm từ đại dương thổi vào trong đất liền gây mưa. Như vậy ở đới ôn hòa, do vị trí trung gian nên chịu tác động của khối khí nóng từ vĩ độ thấp, hay còn gọi là khối khí chi tuyến nóng khô tràn lên, và khối khí lạnh từ vĩ độ cao, hay còn gọi là khối khí cực lục địa lạnh tràn xuống theo từng đợt đột ngột. Những đợt khí nóng làm cho nhiệt độ tăng rất cao, rất khô, dễ gây cháy. Những đợt khí lạnh làm cho nhiệt độ xuống thấp đột ngột dưới 0 độ C, gió mạnh, tuyết dày. Gió tây ôn đới và dòng biển nóng từ đại dương thổi vào mang theo không khí ấm và ẩm vào trong đất liền gây mưa. Chính những yếu tố này đã làm cho thời tiết ở đới ôn hòa biến động và rất khó dự báo trước. Khi những đợt khí nóng tràn lên cũng dễ gây nên hiện tượng cháy rừng, và những đợt khí lạnh tràn xuống gây nên hiện tượng là sương mù. Khi gió tây ở ngoài biển hoạt động mạnh gây nên hiện tượng bão lũ, ngập lụt và để lại những hậu quả nặng nề. Với đặc điểm khí hậu như vậy thì môi trường có sự phân hóa như thế nào? Thì cô cùng các em sẽ bước vào phần 2, sự phân hóa của môi trường. A nhỏ, phân hóa theo thời gian. Các em hãy quan sát vào 4 bức ảnh trên màn hình và các em hãy cho biết mỗi bức ảnh thể hiện mùa nào trong năm ở đới ôn hòa. Đây là bức ảnh về mùa xuân. Đây là mùa hạ. Đây là ảnh về mùa thu. Và đây là bức ảnh về mùa đông. Như vậy thì ở đới ôn hòa, cảnh sắc thiên nhiên có sự thay đổi theo 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Trong năm có 12 tháng, vậy thì các tháng sẽ tương ứng với các mùa nào, thời tiết và thảm thực vật ra sao thì các em sẽ cùng quan sát lên trên màn hình. Tháng 1, 2, 3 tương ứng với mùa đông. Vào mùa đông thì trời lạnh, có tuyết rơi, cây tăng trưởng chậm, trơ cành. Đây là hình ảnh về mùa đông ở đới ôn hòa.
tháng 4, 5, 6 tương ứng với mùa xuân. Vào mùa xuân thì nắng ấm, tuyết tan, cây nảy lộc, ra hoa, kết trái. Tháng 7, 8, 9 tương ứng với mùa hạ. Vào mùa hạ thì nắng nóng, mưa nhiều, quả chín. Tháng 10, 11, 12 tương ứng với mùa thu. Vào mùa thu thì trời mát, thời tiết lạnh khô, lá khô vàng và rơi rụng. Đây là hình ảnh về mùa thu ở đới ôn hòa. Phân hóa theo thời gian ở đới ôn hòa gồm có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Vậy thì phân hóa theo không gian như thế nào? Các em sẽ cùng đi sang phần B, phân hóa theo không gian. Các em hãy quan sát vào lược đồ hình 13.1, nêu tên và xác định vị trí của các kiểu môi trường ở đới ôn hòa. Các em sẽ quan sát vào trong bảng chú thích và kể tên các kiểu môi trường ở đới ôn hòa, gồm có môi trường ôn đới hải dương, môi trường ôn đới lục địa, môi trường địa trung hải, môi trường cận nhiệt đới gió mùa, cận nhiệt đới ẩm và môi trường hoang mạc ôn đới. Vậy thì từng kiểu môi trường phân bố như thế nào? Đầu tiên là môi trường ôn đới hải dương với nền màu xanh. Đây là vị trí của môi trường ôn đới hải dương. Môi trường ôn đới lục địa với nền màu xanh nhạt. Đây là vị trí của môi trường ôn đới lục địa. Môi trường địa trung hải với nền màu hồng. Môi trường cận nhiệt đới gió mùa, cận nhiệt đới ẩm với nền màu tím. Đây là vị trí của nó. Và môi trường hoang mạc ôn đới với nền màu da. Đây là vị trí của môi trường hoang mạc ôn đới. Vậy thì trong 5 kiểu môi trường có ở đới khí hậu ôn hòa thì có 3 kiểu môi trường là môi trường ôn đới hải dương, ôn đới lục địa và địa trung hải, là 3 kiểu môi trường đặc trưng cho khí hậu của đới ôn hòa. Vậy thì vô cùng các em sẽ đi vào phân tích các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở 3 môi trường này để biết được đặc điểm của đới khí hậu ôn hòa là như thế nào nhé. Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở ôn đới hải dương, ôn đới lục địa và địa trung hải. Các em sẽ phân tích 3 biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa này và hoàn thành vào trong bảng các đặc điểm của môi trường ở đới ôn hòa. Đầu tiên là biểu đồ ở môi trường ôn đới hải dương. Về nhiệt độ, nhiệt độ thấp nhất là 6 độ C, nhiệt độ cao nhất là 16 độ C, nhiệt độ trung bình năm là 10,8 độ C. Về lượng mưa thì các em thấy là ở biểu đồ này lượng mưa trung bình năm là 1.126 mm. Tất cả các tháng trong năm đều có mưa và có mưa nhiều. Như vậy thì ở đây ta nhận xét mưa nhiều quanh năm. Các em thấy là ở đây, ở môi trường ôn đới hải dương thì nhiệt độ vào mùa đông không quá lạnh và vào mùa hạ thì nhiệt độ cũng không quá cao. Như vậy thì ta nhận xét là mùa đông thì ấm, mùa hạ thì mát và có mưa nhiều quanh năm ở môi trường ôn đới lục địa. Về nhiệt độ thấp nhất là âm 10 độ C, nhiệt độ cao nhất là 18 độ C và nhiệt độ trung bình là 4 độ C. Ở đây, biểu đồ này thì lượng mưa trung bình năm là 560 mm. Như vậy ta nhận xét về mưa là mưa ít. Ở biểu đồ này thì các em thấy là vào mùa đông thì nhiệt độ xuống thấp nên mùa đông lạnh, còn mùa hạ thì các em thấy là nhiệt độ tăng lên rất là cao, cho nên mình nhận xét là mùa đông lạnh, có mùa hạ nóng và mưa ít. Môi trường địa trung hải, nhiệt độ thấp nhất là 10 độ C,
nhiệt độ cao nhất là 29 độ C và nhiệt độ trung bình năm là 17,3 độ C. Lượng mưa trung bình năm là 402 mm và các em thấy là mưa nhiều vào mùa thu đông. Nên đây ta nhận xét là mưa nhiều vào thu đông. Ở đây thì ở môi trường địa trung hải thì vào mùa hạ thì nhiệt độ tăng cao, mùa hạ nóng, và vào mùa đông thì nhiệt độ, nên ở đây ta có nhận xét được là mùa đông ấm, mùa hạ nóng và mưa nhiều vào thu đông. Ở môi trường ôn đới hải dương với đặc điểm là mưa nhiều quanh năm thì cái khí hậu này thuận lợi cho rừng lá rộng phát triển, rừng lá rộng ở Tây Âu. Ở môi trường ôn đới lục địa thì với khí hậu lạnh giá và mưa ít thì phát triển rừng lá kim hay còn gọi là rừng taiga ở Liên bang Nga. Môi trường địa trung hải với đặc điểm khí hậu là nóng khô và mưa nhiều vào thu đông. Đây là kiểu khí hậu đặc biệt, rất là đặc biệt, cho nên nó xuất hiện cái kiểu thực vật là rừng cây bụi gai ở Pháp. Các em hãy quan sát vào trong lược đồ hình 13.1 và nêu vai trò của dòng biển nóng và gió Tây ôn đới đối với khí hậu ở đới ôn hòa. Các em sẽ quan sát vào trong lược đồ, đây là hướng di chuyển của gió Tây ôn đới và dòng biển nóng. Như vậy thì các em thấy là gió Tây ôn đới và dòng biển nóng nó hoạt động ở trên biển. Vậy thì gió Tây ôn đới và dòng biển nóng sẽ mang cái không khí ấm và ẩm từ trên biển thổi vào trong đất liền, gây mưa nhiều cho khu vực đón gió. Dòng biển nóng và gió Tây ôn đới mang không khí ấm, ẩm từ biển vào trong đất liền, gây mưa nhiều cho bờ Tây của lục địa. Việc gây mưa nhiều cho bờ Tây của lục địa cho nên ở đây, ở bờ Tây thì nó hình thành nên kiểu môi trường là ôn đới hải dương. Dòng biển nóng và gió Tây ôn đới cũng làm cho thảm thực vật có sự thay đổi. Dòng biển nóng và gió Tây ôn đới cũng làm cho thảm thực vật thay đổi từ Tây sang Đông. Ở bờ Tây của lục địa thì do là có lượng mưa nhiều cho nên là thảm thực vật tươi tốt, xuất hiện rừng lá rộng. Tiếp theo đó là rừng hỗn giao, và càng vào sâu trong lục địa thì khí hậu lạnh giá, mưa ít nên xuất hiện rừng lá kim. Thảm thực vật cũng có sự thay đổi từ Bắc xuống Nam theo vĩ độ. Ở vùng vĩ độ cao, khí hậu lạnh, ít mưa nên xuất hiện rừng lá kim. Tiếp theo là rừng hỗn giao. Tiếp đến là thảo nguyên. Và ở vùng vĩ độ thấp có khí hậu nóng khô, xuất hiện thảm thực vật là rừng cây bụi gai. Đây là nội dung ghi bài của các em ở bài 13 môi trường đới ôn hòa. Các em sẽ ghi nội dung này vào trong vở ghi của mình. Cô sẽ có một số câu hỏi để giúp các em củng cố lại bài học ngày hôm nay. Câu 1. Vị trí phân bố của đới ôn hòa trên trái đất là? Đáp án là câu D, nằm ở giữa chi tuyến Bắc và Nam đến vòng cực Bắc và Nam. Câu 2. Khí hậu đới ôn hòa mang tính chất trung gian, biểu hiện là? Đáp án là câu B, nhiệt độ trung bình năm khoảng 10 độ C, lượng mưa trung bình từ 600 đến 800 mm. Câu 3. Khí hậu ẩm ướt quanh năm, mùa hạ mát mẻ, mùa đông không lạnh lắm là đặc điểm của môi trường. C. Ôn đới hải dương là câu trả lời đúng.
Câu 4. Đặc điểm khí hậu của môi trường Địa Trung Hải là? Câu A là đáp án chính xác. Mùa hạn nóng và khô, mùa đông ấm áp, mưa vào thu đông. Ở phần dặn dò, các em sẽ ghi bài vào trong vở ghi và xem trước bài 17, bài 18.